Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Hoa Lư khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, tới dự có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Hoa Lư. 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, song huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đầu tư, dịch vụ tiếp tục tăng. Giá trị sản xuất đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất vụ đông xuân được mùa, năng suất ước đạt 66 tạ trên 1 hecta. Một số mô hình lúa, cá, nuôi cá dô tổng trường, trồng sen giống mới đạt hiệu quả cao, đang được duy trì, mở rộng diện tích. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 56 trên 85 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đã cơ bản hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có tiến bộ, đã phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2023. Lễ hội Đền Thái Vi, tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện có nhiều đổi mới, công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đảm bảo kịp thời, có hiệu quả. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe, xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thông qua dự thảo các nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện Hoa Lư khóa 20 diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 7.